Bánh trung thu. Bánh trung thu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hình dạng phổ biến là hình tròn và hình vuông theo phương thức chế biến thuộc kiểu bánh dẻo và bánh nướng. Bánh trung thu mang ý nghĩa ăn mừng chiến thắng và thành công. Với bánh trung thu hình vuông thể hiện hình dáng của trời đất, đây là biểu tượng của sự tự do, khát vọng chiến thắng và thành công trong cuộc sống. Vị của trứng muối như tượng trưng cho những khó khăn, sự vấp ngã trong cuộc đời của bạn. Còn vị ngọt của nhân và lớp bánh tượng trưng cho sự yêu thương, chở che của những người thân yêu luôn ở bên bạn. Dù cho cuộc sống có khó khăn, có đắng cay thế nào thì vẫn có động lực để vượt qua, vươn lên và thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, bánh trung thu còn thể hiện sự hạnh phúc, đầy đủ và đoàn viên. Với chiếc bánh trung thu hình tròn, thuộc kiểu bánh dẻo hay bánh nướng đều thể hiện hình dáng của vầng trăng, vốn là biểu tượng cho sự viên mãn, đầy đủ và đoàn viên. Chẳng hạn, lớp vỏ bánh dẻo được làm từ bột nếp trắng tinh cùng với nước đường và nước hoa bưởi thơm dịu kết hợp với vị ngọt phần nhân thường được làm từ đậu xanh hay hạt sen thể hiện cho sự ngọt ngào, tinh khiết trong tình yêu.